Chào mừng các bạn đến với kênh Nho Đen Channel. Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm bánh pizza. Let's go. Bây giờ chúng ta sẽ làm bánh pizza cùng hai chị em mình nhé. Để làm được bánh pizza chúng ta cần nguyên liệu xương gà, dùng xương gà để làm gì đây Bi? Gà cho tao pizza. Đúng. Để chị sẽ cho Bi trước nha, tự nhả. Up with wood and clay, wood and clay, wood.
ăn với mình nha. Video của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mấy bạn nhớ đăng ký kênh và subscribe và đăng ký kênh cho mình nha. Bye bye. Bye bye. Rock-a-bye baby on the treetop.